Các bạn thân mến, hôm nay mình trở lại với quán cà phê đồ cổ Trực Nguyên ở số 31 Nguyễn Trung Trực, thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Có số điện thoại đây luôn nè, 0919403400. Rồi, đây. Thì hôm nay mình thấy đồ xưa khá nhiều nha. Có số 0855388900. Thấy đồ xưa khá nhiều là bàn ghế gỗ. Chào ông chủ. Chào. Ồ, lâu quá rồi mới gặp. Lâu quá mới gặp lại. Sao dạo này bán được không em? Dạ cũng anh em tới rồi tham quan cũng nhiều à. Vậy hả? Cả đất nước luôn. À, miền Tây cũng lên mà ngoài Bắc cũng vô. À vậy hả? Trung cũng vô. Mà bữa nay anh thấy có vẻ như râu với tóc em nó dài hơn thì phải á. Dạ bề bộn công việc quá nên bảo. Vậy hả? Dạ. Rồi, cho anh hỏi là mình mới lấy bộ đồ gỗ xưa về bán rồi. Dạ tại vì em phục vụ cho anh em mà chuyên đờ co những cái quán mà cổ xưa á, thì mình quay lại những cái hồi ức thời ông bà mình á, cái ghế ghế cổ nè, ăn uống nè, rồi những cái bộ salon mà để mình ngồi mình coi tivi rồi đó, để phục vụ quán thôi. Cái ghế này nhiều mà sao anh thấy sao cái này nó mục vậy, rồi mình mang về mình bỏ lên quán nhìn nó được không? Cái này thì nếu mà anh em muốn cổ thì để dạy con có mình là vô thợ mộc mình phục chế lại. Dạ. Đồ cổ xưa nó rất là cái này đồ cũ, đồ cổ. Nhưng mấy cái đồ này thì cái giá thành của nó cao không em à? Rẻ lắm, nếu cái ghế này em bán cho anh em chơi khoảng là 300-400 ngàn một cái à. 300-400 ngàn cái. Nếu một rồi. Bộ nó đâu như đâu có 3-4 triệu à. Tủ bàn đồ đầy đủ muôn, mới về bỏ quán cà phê có lý ha. Đa số gỗ tốt không? Cái ghế bình thường lại ghế sắt không mình mua cũng trăm mấy rồi. Dạ, trăm mấy, 200 rồi. Mình mua vô 225 rưỡi, mình bán 335 rưỡi. Giống như là tiền xăng cổ. Rồi đi tham quan của anh này xem coi đồ đồng, đồ của anh khoái nhất đồ đồng đây. Bộ bàn ghế cổ nè. Cái này nguyên bộ này đẹp ha. Dạ bộ này là nó cái miếng gỗ nguyên tấm này mà rất là khó có. Nguyên tấm luôn. Tán, dạ. Như cái này thì bộ này mình bán bao nhiêu tiền? Bộ này chưa tới 10 triệu. Chưa tới 10 dạ. triệu à, nguyên một tấm ván luôn ha. Dạ. Ván gì ta? Này là gõ. Gõ hả? Dạ. Tấm gõ này không bán 9 triệu rồi. Dạ. đây, đồ đồng này là đồ xưa hay đồ cổ? Đồ này cũ thôi, không cổ lắm. Chứ đồ cổ để đây vô là họ đập kiến họ lấy luôn á. Dạ đồ. Đúng cổ, không? Đồ này chỉ bán anh em sưu tầm chơi thôi. Vậy hả? Dạ. Đủ loại. Đủ loại có 12 con giáp nè, có bát tiên nè, có phước lộc thọ nè. Có tiền xưa nữa. Có tiền xu, tiền xưa nè, rất là nhiều. Có khi nào mà người ta đào chúng một cái lỗ, hoặc cái hố mà nó lên một bịch tiền này lên họ bán cho mình đã ha. Đúng rồi, em thường ra miền Trung em mua toàn một lưu là như gần cả tạ chứ. Vậy hả? Khi nào mà em có một lưu em kêu anh ra cho anh quay video với nha. Dạ. Đây. Mấy con này cũng xưa hả chứ không phải cổ hả? Nó cũ thôi chứ cổ lắm. Cũ cũng cổ. Như những cái tượng này mình bán theo cái độ lớn nhỏ hay sao em? Đúng rồi, độ lớn nhỏ. Ví dụ như to to vậy bao nhiêu một ông? Một ông này nếu mà tính ra giá thị trường nó có 1 triệu, 2 triệu 3 à. Một bộ này em bán cho khoảng 3 triệu 6. 3 triệu 6 một bộ là 3 ông. Dạ. Mà cái cục cái này chắc cũng mấy ký đồng à. Một ông này nặng, nó nặng lắm, phải hơn 5 ký. Mà cái này đồng hay gì? Nó là đồng. Đồng thiệt luôn. Đồng nặng quá ha. Sao nặng dữ vậy ta? Nặng lắm. Nặng thiệt. 5 ký mà đồng bữa nay nhiêu 1 ký? Hơn 5 ký rồi. Đồng nếu mà đồng này thì mình cỡ khoảng 100 ngàn ký chứ mấy. Là 500 rồi. Còn mình bán ông này? Bán ông này 1,2 triệu. 1,2 triệu vậy đâu có lợi nhiêu đâu. Còn tiền công cán đồ đâu? Chủ yếu bán cho anh em sưu tầm chơi. Vậy hả? Rồi đây có hộp quẹt nữa. Quẹt ra bán không? Quẹt bán sao em? Hộp quẹt đứt bô. Đồng hồ nữa nè. Ví dụ như đứt bô thì em bán cũng bình dân lắm. Cỡ 400-450 đồ của ông Mỹ luôn á. Đồng. Đứt lồi cũng có mà đứt số cũng có. Cái này là Mỹ nồi không? Mỹ, chính gốc của Mỹ luôn. Chính gốc luôn? Dạ. Là 440 một cái. Dạ, tiêu rất là hay. Có cái nào 150 không? 150 thì có những cái không có khắc chữ. Ý là rẻ nhất là bao nhiêu tiền?
Đây, những cái này cũng đẹp, nó cũng ưa, 150 cũng có. À, rẻ nhất là bao nhiêu? Rẻ nhất là 150. À, 150 hả? Sao anh nói đúng giá luôn ta? Dạ, còn cái này thì cỡ khoảng 4. Đâu đưa anh coi cái 500 với cái 150 coi. Nè. Sao anh thấy nó y nhau vậy ta? Cái này nó khắc không sắc sảo, nó không nét, cái này cái chữ nó to hơn mà nó mờ nè. Nhưng mà thằng này nó nét, nét đẹp à. Ha. Made in USA. Đây nè. Rồi. Có nhẫn Mỹ nữa. À. Nhẫn Mỹ luôn. Dạ, này của nhẫn này là trường trường bộ binh Thủ Đức nè. À. Đó. Ủa, là cái nhẫn mà cái thời mà thời xưa tới giờ vẫn còn đây hả? Dạ. Nhẫn à. Đẹp á. Còn cái này là của thằng giống như thủy quân lục chiến vậy đó. À. Như cái nhẫn này cái hộp của nó giống thiệt của em. Là như cái này thì bao nhiêu tiền? Cái này anh bán có 700 ngàn nha. À, sao cái hột nó đẹp dữ vậy? Dạ. Mới chế hay xưa? Mua cũ, mua lại của người ta. À, vậy hả? Dạ. Ồ, cái hột đẹp quá ha. Nhìn nó sáng, đẹp ghê luôn. 700. Dạ. Thủy quân lục chiến này. À, như cục đó nhiều. Như cái đó nhiều. Cái này có 700 ngàn là rất đẹp. À, đó. Bạc nồi luôn. Bạc luôn. À. Silver. À. Bạc xịn luôn. Như bình bình cứ một chiếc là 700. Dạ đúng rồi. Hột quẹt, nhẫn. Nói gì nữa ta? Rồi mấy cái kia mấy huy hiệu hả? Mấy cái này gắn trên nón, trên áo á. Nhưng mà nó là hàng gì? Hàng sau này thôi. Mới in hả? Dạ mới tái sau này thôi để đưa vô những cái áo cho nó đẹp. À, mình bán nhiêu một cái? Cái này em bán có 50 ngàn thôi. À, 50 hả? Dạ. À. Giống như hồi trước mà có cái huy hiệu này đời cũ nó rất là nhiều tiền. À. Đó vì là lực lượng giới tuyến. Giới tuyến mấy cái đầu sò này ghê lắm. À. Ờ mình gắn những này lên áo mặc rồi công an họ có nói chung á, nói gì không? Thời này thì mở cửa thị trường rồi thì đất nước mình vẫn tự do thôi, mình thoải mái đúng không? Anh muốn đeo gì đó anh đeo đúng không? Muốn làm gì làm tự do chứ đừng có ảnh hưởng tới nhà nước là được. À, còn cái đĩa này sao em? Đủ loại nhạc hả? À đĩa này là đĩa than chuyên hát cho cái máy quay dây thiều. À à. Đó nó hát cái máy dây thiều là nè. À. Dây thiều. À. Đó. Như cái đĩa này mình bán bao nhiêu một cái? Đĩa này em bán cỡ khoảng 150 ngàn cái à. Rồi nguyên cái máy này nhiêu? Cái máy này thì cỡ khoảng 12 triệu. À 12 triệu là nguyên cái như vậy đây, cả cái tủ như vậy đây. Đúng rồi. Rất là bình dân cho người chơi. À. Cải lương hả? Cái đâu mình chỉnh cho nó chậm lại được không? Đó là đang chỉnh nhanh đó. À vậy hả? Chậm rồi trái xuống. Đây vậy mới nhanh nè. Nè chậm nè. Ủa. Nhanh xuống đây nè. Ủa nó chỉnh bằng bằng cơ hay bằng điện? Bằng cơ hết á. À nó bằng cơ hết hả? Nó có cái chốt. À. Mình quay á là nó sẽ đè xuống thì cái kia nó sẽ đè vô cái quay của cái có. À. Nó giảm tốc độ. À nó giống như cái đồ của đồng hồ vậy đó. Ừ, nó giảm tốc độ. À. Hay ha. Mười mấy triệu cái này. Dạ 12 triệu. À 12 triệu. Dưới này tủ để đựng đĩa. Đựng đĩa. À. Mình muốn đựng đĩa đây, đựng đĩa. Đó. À. Anh đựng gì? Cái này bằng gỗ tốt quá nha. Nó gỗ này gỗ sồi của nước ngoài hồi xưa làm á. À nó in là ở bên nước ngoài ngày xưa nó nhập về nguyên cái vậy luôn. Ờ hay ha. Rồi. Đi vòng vòng tham quan cái nè. Đồ kia quay chưa hết mà. Quá trời đồ. Thôi đi luôn. Dạ. Sao tối vậy em? Ồ có cassette Sony nè. Cái này hàng nội địa hả ta? Hàng này hàng nội địa của Nhật nè. À. À đồ này trước giải phóng hết á. À trước giải phóng luôn. À trước giải phóng. Dạ. Có thằng tivi này cũng xưa nè nhưng mà nó sau này. Tivi màu. Là cái gọn rất là sắc nét. À. Con xài được luôn à? Con xài được luôn. Gắm điện vô là xài, coi thoải mái. À. Bán luôn tivi.
em nói đây là cái gì anh cũng bán hết á. À. Dạ. Thích gì anh bán đó. À. Ô. Sử dụng đơn giản như sử dụng dầu gội tại nhà máy. Mọi người xem. Quảng cáo đồ luôn à. À đây nữa. Sony Megabat. Cái dòng này thì em bán nhiêu cái? Dòng này anh bán hữu nghị cho anh em cỡ 600-700 ngàn một cái thôi. Nó rẻ dữ vậy hả? Dạ. Hồi xưa là người ta mua toàn cây vàng không á. À. Ô, có karaoke nè. Ủa, nút này đụng nó tụt. Kệ nó thua gì đâu mà. Dạ. Rồi này người ta về người ta nghe đài. À. 600-700 ngàn cái này mang về nghe đài nghe đồ đã. Cặp loa này nghe là điếc tai luôn. Cái này biến xong em cắm nó là ở cái lỗ mà cái lỗ au xin ở sau nè. Em cắm vô. Em cắm vô em nghe điện thoại nghe đồ, em nghe nhạc thoải mái luôn. À. Con Lý á mang cái này về đẹp. Ha, như con này nhiêu? Con này thì cũng cỡ khoảng 600 ngàn à. À. Mặt mũi rất là đẹp. À. À. À, đẹp. Cái em thích mấy con Sony nè. Rồi à, còn gì không ta? À, ủa mấy cái bình này là bình nước ngày xưa hả? Bình nước à, ngày xưa gốm này gốm lá thiêu nó cũng là gần trăm năm hết á. À gần trăm năm. Có cái bình này là gốm mà Vạn Ninh ở ngoài Bắc. À. Cũng à, trên trăm năm á. À. Như sau cái bình này mình không có thay cái quay khác mà mình để. Nói chung em ở đây là chủ yếu là su bán hữu nghị là cho anh em về sưu tầm chơi thôi. À. Chứ mình không tân trang. Cứ mua về mà. Sau là bán đi vậy. À. Tắt tivi đi em để anh chị nó. Ở trên kia cũng có máy kìa. Dạ em nhiều lắm, máy quá trời, âm ly, đồ địa rồi máy hát đĩa. À rồi bàn ghế bữa nay bàn ghế nhiều ha. Tủ. Đồ cổ bữa nay làm như anh thấy bán gần hết à. Dạ càng ngày khách càng đông á. À. Cái gì em bán cái đó giá bình dân anh em dễ chơi. À, ở đây bán giá cực bình dân. Ô mấy bình cổ này đẹp quá ha. Bình này là gốm Biên Hòa. À. Cái gốm Biên Hòa hình như bây giờ họ làm không còn đẹp như hồi xưa mày. Nói chung á bây giờ họ làm nhìn nó máy móc quá. À, máy móc không có già dặn bằng hồi xưa. Cái ngày xưa người ta làm là nó bằng một cái nghệ thuật của cái con cái người. Cái men hồi xưa làm từ cái gọi là cái nhựa cây với lại là những cái gì họ làm lên chứ còn à. Bây giờ là toàn hóa chất hết. À. Thành ra cái nước men nó lên nó không bóng và không có lì. Không anh không nói về nước men nhưng mà anh nói về cái mà cái bình này á là em nhìn nó mang một cái hồn. Bởi vì sao? Nó được nhào nặng bằng tay của con người. Dạ, đúng rồi. Là cái nghệ thuật của người ta truyền vào trong cái hũ gốm này. Chứ không phải là nó bằng máy móc như bây giờ em làm ra một cái khuôn đặt vô cái ịn cái 10 cái như 10. Nhưng mà cái hậu cái này thì hồi xưa làm là 10 cái không như 10 đâu nha. Nói chung là nó cũng phải là 9-10 với nhau thôi chứ không có như nhau. Không 9-10 luôn, phải 7-8 à, chứ không được. Tại vì mỗi cái là nó mang theo một cái hồn của cái người nghệ sĩ mà nhân họ làm. Họ sẽ họ làm ra cái đó, đây. Đó, từ cái bình cái gì cũng vậy, bộ tách trà đồ cũng vậy. Đó, đồng hồ này còn ít vậy ta? Dạ, nói chung em cũng bán rồi mà ít nhập. À. Tại vì nhập rồi cũng không có thời gian để sửa. Em à. Chơi đồng hồ à, là mình nhập về mình tự sửa luôn. Dạ. Đồng hồ cúc cu đây. Đồng hồ cúc cu. À. Mình cũng về mình tự làm lên rồi chia lại cho anh em là xài cho. À. Còn đồ gỗ thì nhiều ha. Đồ gỗ cả kho luôn ha. Dạ. À. Đồ đang... gỗ hồi xưa toàn gỗ cắm lai. Đang măng sông này mấy tiệm cà phê mình treo một cái hai cái nghe đầu nhìn nó đẹp ha. Dạ. Nếu đèn măng sông này thì giá bao nhiêu một cái? Dạ thường thường có 2 triệu mấy cái nữa. À. Dạ, nó cũng bình dân hơn đó đồ của đất. Cái vàng mà vàng Akai đó có bán không em? Vàng tách á. Vàng tách Akai đó anh bán 10 mấy triệu. À 10 mấy triệu hả? Dạ. Cái radio trên là của Liên Xô đúng không? Của Nhật. Của Nhật hả? Anasunan á. Cái dòng đó là ngày xưa nó nổi tiếng cực luôn. Nổi tiếng nó còn đẹp. Nó bao nhiêu băng ra? 12 băng hả? 5 băng hay sao? À. Băng còn nghe được không? À, bỏ pin vô nghe. À. Như cái đó bây giờ mình bán khoảng bao nhiêu tiền cái? Khoảng 800-900 ngàn. À. 800-900 ngàn thì rẻ hơn cái mới à? Rẻ hơn, ở đây em bán rẻ lắm, em bán mắc hơn. Cái đó đó anh lên không tin, anh lên Lazada anh coi là cái máy Nasonan dòng đó nó bán 1 triệu mấy cái á mới á thì họ bán ngon phải
ở Sài Gòn hay là ở những thành thị lớn thì họ tốn tiền mặt bằng họ phải bán mắc, còn mình nhà mình thì bán bình dân thôi. Bán anh em về sưu tầm chơi. Đồng hồ nè, đồng hồ này chạy được chứ? Đáng chạy hả? Cũng phải gần 10 ngày á. Một lần lên dây hả? Đó, khi quả lắc này nó xuống đây hết là mình kéo lên. Ủa hay ta. Đồng hồ này đồng hồ tạ hồ xích. Đồng hồ quả tạ hay quá ha. Nó tới giờ nó bỏ chuông. Cái đồng hồ này là mình gõ chưa, gõ chưa? Gõ rồi đó. Do ở đây nó ồn ào á, mình không nghe được âm thanh nó phát đi, nó không mình không rõ. Nếu mà để trong phòng ấm á. Như vậy là cái cơ cấu của cái đồng hồ này là nó dùng là 4 cái quả tạ. Nó xài cơ. Nó ý là dùng 4 quả tạ làm cái lên dây thiều cho 3, nó. 3 cái quả thôi. 3 quả tạ. Một quả là đánh nhà. Một quả chạy còn rõ báo giờ. Đó bây giờ giống như 6 giờ là nó đánh 6 cái. Cái máy trong đó nó chạy kìa. Khi mà nó là quả tạ này nó nặng xuống là nó cái nào nó sẽ chạy, nó cứ đè xuống, kéo xuống à, chừng nào nó kéo xuống hàng chi anh nói ủa tại sao mà cái đồng hồ nó làm cái tủ sao mà nó dài dữ vậy. Là nó cứ kéo, nó cứ chạy xuống tới dưới đây là mấy ngày mới ta hết? Dạ gần 10 ngày. Gần 10 ngày là mới chạy hết cái này. Dạ đúng rồi. Là cứ khi nào mà mình hết cái mình kéo ngược trở lên. Cái này của Pháp, này của Đức. Của Đức. Dạ. Mà gạt money của Đức. Gạt money. Hàng nhập khẩu nguyên bộ luôn. Vân nu rất là. Nguyên con lê luôn. Dạ. Cái đồng hồ này chắc cũng mấy chục năm rồi ha. Dạ đúng rồi. Trăm năm rồi chứ. Nó ủa? Không. Nó đề 1984. Là mới đây mà. Cái này á là cái mạc này là nó giống như là cái quà tặng của Giáng sinh á. Đó chất mệt nè. Giáng sinh giống như tặng cho một cái người nào đó. Nó tặng Giáng sinh vào năm 1984. Dạ. Cho cái người nào đó. Dạ, đúng rồi. Đó. Nhưng mà chứ không phải là cái tủ cái đồng hồ này sản xuất năm 1984. Dạ. Mấy cái gì đây? Cái này khi em mua về em đánh dấu. Đánh dấu để biết quả nào là chạy, quả nào là chua, quả nào là giờ. Của nào ra đó hả? Dạ. Cái này cũng vậy. Cái này là cũng vậy luôn. Cái này cũng xích luôn, kéo xuống luôn, nhưng mà cái này nó xài cái lên dây ngay trên mặt, nó không kéo mà nó lên rồi nè. Nhưng mà mấy cái cục đó nó có ấy không? Xuống luôn. Nó không xuống tới kia rồi mình quay lên. Đó. Cái này cũng có đặc điểm được cái là nó có được 4 kim, 3 kim. Nó kim nhỏ nó. Kim nhỏ chạy luôn. Dạ. Nó cũng có kim. Chuông, có giờ, báo giờ, có nhạc rồi đủ. Y chang luôn. Đâu còn gì mới lạ không? Còn mấy cái dàn đèn kia thôi. Em là đèn Tây, đèn Pháp. Còn salon này là salon thùng kiểu thời chế độ cũ. Đâu salon này mới sau này chứ hay là sao? Trước giải phóng hết. Trước giải phóng hết à? Rồi chế độ cũ mà. Rồi chế độ mới có. Chế độ mới thì họ không bao giờ đóng cái này nữa, họ sang họ đóng một cái mẫu mã khác. Vậy hả? Có nghĩa là mẫu mã này á là mẫu mã của trước giải phóng. Dạ. Sang cái mẫu mã mới là nó khác. Dạ. Đèn kìa, bình kìa. Bữa nay anh thấy đồ ít á, kỳ trước anh vô quá trời luôn, chán dĩa kìa. Do mùa Covid nên thành ra em không còn đi sứ, ít đi sứ nữa. Đi xứ là đi đâu? Ra những cái nơi mà người ta chơi nhiều rồi mình đi. Dạ, mình mới lấy về. Dạ, là những người buôn đồ cổ họ mới gom mối về. Dạ, gom về mình, rồi mình ra mình lấy về. Dạ. Mình ra mình phải
tận mắt mình lựa đúng không? Lựa đúng rồi. À. Một lần anh đi cái xa về. Ôi trời, có nguyên cái bộ ván này luôn. Cái bộ ván này bán mắc không em? Bộ ván này là nó 2 tấm. À. Ngang một tấm là 1m09, một tấm 1m01, à. Ngang là 2m1, dài 3m, dày 20 phân. À. Nó là gỗ quỳnh đường. Dày 20 phân. Dạ. Đây đây. Quỳnh đàn, quỳnh đường, quỳnh đường chứ không phải đường là cùng họ với quỳnh đàn. À. Cùng họ với gỗ xưa. À. Nhưng mà quỳnh đường này nó rẻ hơn quỳnh đàn. Như cái này 100 triệu không? Bộ này 101 triệu. 101 triệu. Dạ. À. Anh đoán là coi như cũng chính xác, 90% thôi chứ. Hả? Quá dữ dội nha. À cái này là đúng rồi. Cái kiểu này là xưa nè. Dạ, trước giải phóng nè, cái này là mình nhớ mình coi ở trong phim có. Dạ, nó giống như thời công tử Bạc Liêu xong rồi tới đúng thời rồi. Mà chế độ Ngô Đình Diệm á. Ngô Đình Diệm á là nó. Đúng là... rồi, cái này nè. Cái này ngồi rất sang nha, bây giờ bỏ ngồi cũng vẫn sang nữa. Đúng không? May nét chi. Rồi. Thôi, bây giờ mình đi tham quan một số cái đồ nữa rồi. Rút quân. Đồng hồ quá trời luôn, không giới thiệu ta. Đồng hồ xưa nè. Nhẫn Mỹ. Không biết rồi, biết rồi. Ý là đồng hồ nè, đồng hồ gì ta? Có một hả? Bulova. Hả? Của Liên Xô à? Bulova Mỹ chứ. Hả? Bulova Mỹ. Chữ Vava là thường của Liên Xô chứ. Bulova là cái hãng của Mỹ mà quân đội xài nhiều hơn nè. Con chạy được luôn nè. Chạy luôn chứ. Con chơi rồi. Cái nào cũng chạy hết á. À. Nhưng mà tại mình để lâu á, mình không có đeo nên không có động, chứ lắc nó chạy được. Không, lên dây là chạy. Bonova. Cái này là Citizen nè. À. Thay mình để vậy chứ lắc này nó cũng vẫn chạy bình thường. Cái này gì đó? Cái đó là T-Mét hả anh? Hả? Cái đó là T-Mét hả? Không, cái này là cô. Là của nước nào? Cái đó là Liên Xô đó. Em trai, cái đồng hồ như mấy đồng hồ này mất tiền không? Dạ, đồng hồ này là vỏ, nó là vỏ lắc cây vàng. À. Nó đồ thị sĩ nên giá nó cũng hơi cao cao, nó cỡ khoảng 2 triệu rưỡi một cái. À, còn như cái này? Cái này nó vỏ bằng inox thì nó rẻ, nó chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. À, dạ. Cái này của Mỹ à? Cái này đúng cái Liên Xô chứ. Cái máy của nó là máy thị sĩ nhưng của Mỹ đặt cho thị sĩ làm để đưa cho gọi là quân đội xài. Là hãng Bulova nè. Là Bava anh tưởng của Liên Xô chứ. Không, Liên Xô, Bulova là của Mỹ đặt cho thụy sĩ làm. À. Cái này đây, cho các cốm mang hả? Cho mấy cái lính quân đội á. À. Còn Liên Xô là đây nè, Liên Xô là mấy cái bóc tóc nè, rồi nó là như cái này của em là bao nhiêu tiền? Cái này 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Do là thứ nhất là cái nước lắc kê vàng nó mới, rồi thứ hai là size nó bự. À. Sao nó to lắm. Sao mà thị sĩ mà nó rẻ vậy ta? Người ta vì ai mua bán đồ cũ nên nó rẻ, chứ còn nếu mà mua ở bên nước ngoài về mắc tiền mấy chục triệu á. Dạ đúng rồi. À. Đây, đồng hồ nè. Đồng hồ cổ xưa nè các bạn. Đó, cùng lum hết. Đó,
đồng hồ nè, rồi học quẹt Zippo quẹt gì đây đó, ga. Chà, có tiền 5 đồng từ thời trước giải phóng tới giờ luôn. 10 đồng tiền sen. Đây mấy tượng này là giá rất rẻ nha các bạn nha. Tượng nhỏ thì rẻ, giá có 500 ngàn